Xin chào tất cả các cô, các chú, các anh, các chị yêu hoa trà đang xem video của vườn trà cổ Tam Đảo nhé Hôm nay em sẽ nói lên cho các bác cái ưu và nhược điểm của dòng ghép cây, trà và cây sở Thì mọi người đã biết thì cây trà và cây sở là cùng một họ họ nhà trà Hoặc là cây chè xanh cũng họ nhà trà Nhưng có một số cây thì nó ưa để ghép cây trà vào Ví dụ như cây ghép thành công thì anh em đã ghép thành công cây sở Ghép thành công cây hải đường đỏ đấy con bạch hải đường thì giá trị nó cao nên là người ta không thể nào đem cây trà ghép vào cây bạch hải đường được cây hải đường đỏ đã, đã ghép thành công nhá ưu như và nhược điểm đó là chúng ta sẽ tạo được một cái cây đốt cháy được giai đoạn khoảng 2 đến 3 năm để một có một cây trà bạch như này chúng ta phải mất được 2 đến 3 năm thì chúng ta sẽ đốt cháy giai đoạn trong vòng 6 tháng để chúng ta có một cây như này là từ một cây sở ghép thêm một cái mầm trà như này là từ lúc bắt đầu ghép đến lúc liền sẹo là 6 tháng như cây trên tay em ghép đây là khoảng tầm một tháng rưỡi thì ưu nhược điểm đó là đốt cháy giai đoạn để có một cây như này chúng ta phải mất được hai ba năm nhưng mà hiện tại chúng ta đã mất khoảng 2 tháng mà cây đã như này rồi còn để khoảng tầm 4 tháng còn lại là cây sẽ liền sẹo và cho những cái sức sống như cây trà bình thường nhược điểm là đó khi là từ cái phần gốc sở từ phần ghép trả xuống thì cây nó vẫn mọc lên những cái lá sở và hiện tượng đó là cây bị thoát dương và cây bị chết cũng như là cây nó không phù hợp với cây mẹ nó chưa đẩy được dinh dưỡng cây nó sẽ vẫn chết bình thường như các bác nhìn thấy là cây như này nhưng mà ngày nay nó sống như này ngày mai nó vẫn chết bình thường lý do là cây nó ghép nhưng nó bị thoát dương cây nó bị thoát dương và cái tỷ lệ sống của cây trà nó ở trên cái cây sỏ này tỷ lệ thành công của nó rất thấp nó chỉ rơi vào 20 ví dụ 100 cây ghép thì chỉ sống được khoảng 30 cây là thành công lên mầm trong đó 30 cây đó thì có 10 cây sẽ bị là hiện tượng thoát dương và sẽ bị chết sau khi ghép nảy lá rồi rồi và vẫn bị chết bình thường đấy là cái hiện tượng thoát dương của cây ghép mà tất cả anh em trong nông nghiệp đều biết Vậy em nói lên đây là để cái quan điểm góc độ nhìn nhận chung về cái cây ghép và cái lợi ưu mà nhược điểm của cây ghép để cho tất cả các bác cùng nhận thấy. Ngoài ra thì các em nhận sẽ luôn luôn tiếp nhận các ý kiến đóng góp của anh em về những cây ghép thì mong tất cả mọi người sẽ cho em cái nhìn nhận chung về giữa ghép cây sở và cây trà hoặc là ghép cây trà và mi với một số cây khác. Thì anh em nào đã từng ghép hay là có cái kinh nghiệm gì chia sẻ thì em sẽ sẵn sàng đóng nhận nhìn nhận và đóng góp và tiếp thu để có thể đóng góp cũng là chia sẻ cho tất cả các anh chị em chơi trà khác thì vườn trà cổ tam đảo làm cái video này lên là để cái nói lên cái tiếng nói có nghĩa là cái quan điểm cá nhân mong tất cả mọi người sẽ cho em thêm nhiều ý kiến hơn để góp ý cho em để em cải thiện hơn thì sau đây thì em xin phép là đính chính lại đó là cây ghép thì chỉ là đốt cháy giai đoạn của những cây mà chúng ta là cây nguyên bản còn nhược điểm đó là cây nó sẽ sinh trưởng nó sẽ không được thuận lợi như cây nguyên bản thì mong tất cả các bác nhìn nhận và đón đánh giá thì em xin phép là kết thúc video để uh, kết thúc video ngày hôm nay các bác đi qua kênh thì cho em xin nút đăng ký kênh để vườn trà của tam đảo có thể làm được nhiều video hơn nhé. em xin chào tất cả mọi người em xin phép là kết thúc video chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe mọi người nhớ cho em xin nút thích và nút đăng ký kênh em xin chào tất cả mọi người ạ